Hello mọi người nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi xuống dưới ngoại để giúp họ làm cái nhà, dỡ cái nhà nha, nhưng mà xây cái nhà bếp đấy. Thì hôm nay tiếp tục đi xuống dưới ngoại. Ăn sáng nha, anh em rồi, bây giờ ăn sáng xong rồi chuẩn bị đi nha. Đây, bữa sáng chúng tôi thì chỉ có đậu phụng này, đây là thịt cái đầu treo ấy, cái đầu lợn ấy, xong rồi mình treo. Còn đây là cái gì mình không biết, cái củ gì ấy, xong rồi họ rất là thích. Đây, các bạn thấy chưa? Cái này là một cân của nó là 10.000, rất là ngon luôn. Đấy, mình mang đi luộc cùng cái quả đầu nhà mình. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Đây, em không biết củ này củ gì luôn, nhưng mà ăn rất là ngon. Đây, họ củ này một cân là họ mua 10.000, nhưng mà mình không biết là củ gì. Mình chỉ biết tiếng Mông thôi, còn tiếng phổ thông thì mình không biết là củ gì nha. Đây, ăn củ gì đây? Các bạn nhìn gió không? Đấy. Rất là ngon đấy các bạn ạ. Vừa ngon vừa ngọt, còn củ này nó còn bổ thuốc nữa. Mình rất thích ăn củ này nha. Đấy. Ngon lắm. Đây là miếng thịt treo, cái đầu treo nè các bạn nha. Các bạn xem có ngon không? Đỏ chót. Đấy. Rất là ngon luôn. Miếng này. Miếng thịt đầu con quả đầu treo nha. Đấy, mình sẽ cho ớt vào, mình cho một tí ớt vào mình ăn nha. Đây. Rất là ngon luôn. Ngon thật đấy các bạn ạ. Hôm nay thì mưa phùn, mây che hết cả cái làng nhà mình rồi. Đấy, phủ hết rồi, không nhìn thấy cái gì luôn. Bây giờ mình đi xuống nha. Đấy. Ok, thì hiện tại mình đã xuống đến nhà ngoài rồi nha các bạn nha. Thì trên này có con trâu họ bảo bán, nhưng mà trâu nghế thôi nhá, trâu bế, trâu đực bế thôi. Đây, không biết là giá bao nhiêu, nhưng mà mình đi coi cho các bạn thích không nha. Những bạn mà làm trâu thịt ấy, còn trâu ấy thì mình không biết đâu. Đây nha, con này nha. Thì hiện tại chủ nhà không có ở nhà rồi, thì mình quay để các bạn xem. Ai mua được thì mua, nếu mà mua thì mình hỏi giá thôi. Đấy. Con này con đực nữa các bạn nhá. Thì cậu ấy bảo là nó bán, nhưng mà không biết là giá bao nhiêu. Ai có nhu cầu thì cứ bảo mình điện cho xem giá bao nhiêu nhá. Giờ mình đi sang bên này giúp ngoại dưới nhà nhá, dưới cái nhà bếp. Con chị là ở đâu? Đây thì dưới cái nhà bếp trong nhà, đằng sau nhà chính nhá. Lo tổ cháu. Chặt chọi.
找死！那那那那谁？找人急救啊！走，然后去抓走。Bây giờ thì cứ gần được cái nhà sau cái nhà để quỷ nha. Tí nữa rồi dỡ xong cái nhà để quỷ rồi thì mình lại dỡ tiếp cái nhà bếp. Cái nhà bếp là nhà trước. Thì hiện tại mình đang dỡ cái nhà để quỷ nha. Gần xong rồi, mình tháo nốt cái này là xong. Đây là bố vợ mình nha mọi người. Thì bây giờ bố đang đào cái cây này trước là mình trồng ở dưới đất thì mình phải đào thì mới lấy ra được. Nó rất là sâu thì mình không thể mà nhấc lên được thì mình phải đào lại cái hố trước để mình lấy mình cho nó lên. Đây rất là nặng các bạn. Đây là mấy anh em ra xây nhà nha. Hiện tại mình đang trên nóc nhà nha các bạn nha. Đó. Thì cái kiền này không cắt được cái xác rồi. Hiện tại mình đang ở nóc nhà cắt cái đinh nhưng mà không cắt được. Phải đi mượn cái khác để về cắt. Có anh cháu đi mượn rồi. Sao này khó cắt. Đây là cái bếp mà hôm nọ mình bà có quay thì luộc thịt đây. Đấy, cái bếp to to đấy. Thì đây là cái bếp đấy, xong rồi bây giờ mình phải dỡ hết ra. Bây giờ mình phải dỡ xong rồi mang cái này, cái đất này đi đổ. Để mình xây cái nhà xong rồi làm cái mới. Đây, cái này thì mình dùng cho mình dùng để mà nấu cắn lợn nhiều nha. Đấy, cái bếp này chắc các bạn lên dân tộc chắc các bạn biết rồi. Trong thời gian chờ đợi kìn thì anh em mình ngồi đây tâm sự tí nha mọi người. Uống nước. Đây, tay em mình ngồi uống nước đây tí. Không đợi kìn về. Okay, let's go.
Không à. Phù lên là cá hôi luôn. Cái sửa chỗ mấy bé tụ nhỏ quá đây rồi tên chứ bây giờ tôi nè,
Bây giờ vừa xong nhà rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ thử xay đang bắt đầu đo và xay nha. Đó. Mình thì chờ đợi trong áng tối xong rồi mình về thôi. Giờ này cũng muộn rồi. Đây là món lồng lợn gắp bếp nha các bạn ơi. Đấy, một ngày làm nhà xong thì anh em mình dùng món này nhá. Món lồng lợn gắp bếp các bạn biết chưa? Đây. Đây chính là món lồng lợn gắp bếp. Rất là ngon các bạn ạ. Các bạn chắc có rất là nhiều người chưa biết món này là món gì nhá. Ăn không thôi nha các bạn nhé. Bây giờ mình mang về ăn thôi. Chiến thôi anh em ơi. Ăn thử xem ngon nhá. Đây. Hết tối các bạn thông cảm nhá. Mình sẽ quay chỗ sáng tí. Tối. Bật cái đèn đó. Đây. Món lồng lợn luôn này. Thử ăn nha các bạn nhá. Rồi ngon rồi các bạn. Mới còn là muối hơi nhiều. Rất nhiều bạn chưa ăn món này. Tôi tắt máy ăn cơm rồi đi về. Hello mọi người nha.
Một ngày làm việc mệt mỏi thì hiện tại mình cũng đã làm xong nhà, dưỡng hết rồi. Mình ăn tối xong rồi, bây giờ là mình bắt đầu đi về nhà thôi nha. Đấy, chuẩn bị đi về thôi. Hiện gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Đấy, các bạn nhớ like, share, comment để ủng hộ mình nha.